Đây là những hình ảnh một số vụ cháy xảy ra tại các tỉnh, thành phố, gây thiệt hại nhất định về người và tài sản, là lời cảnh tỉnh cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngay từ đầu mùa nắng nóng. Trên địa bàn Thái Bình, từ đầu năm đến nay chưa xảy ra cháy nổ, song trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết những ngày vừa qua luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn. Trước tình hình đó, các đơn vị địa phương đã triển khai nhiều biện pháp chủ động bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhắc nhở các hộ dân ở nhà ở kết hợp kinh doanh là có nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy và hạn chế sử dụng các cái thiết bị công suất lớn và không tích trữ vật liệu dễ cháy nổ. Bên cạnh thì bảo đảm các cái chỉ tiêu và chữa cháy trong cái địa bàn thì chúng tôi cũng vận động tất cả các hộ dân mà nhà ở có các cái chuồng cọp thì là phải có cái biện pháp là tháo dỡ và sửa chữa để cho đảm bảo công tác phòng cháy cháy và thoát hiểm. Thì đồng thời là có các cái biện pháp ngăn chặn và hạn chế các cái chất cháy nổ trong cái mùa nắng nóng này đối với tất cả các hộ kinh doanh. Sau khi thì được các cơ quan chức năng thì tuyên truyền về cái công tác phòng chống cháy nổ thì cơ sở chúng tôi đã thực hiện tất cả các cái quy định cũng như là các cái yếu tố để phòng tránh cháy nổ, đặc biệt là đơn vị của chúng tôi thì kinh doanh những cái mặt hàng mà có thể là có những cái nguy cơ cháy cao, thế cho nên là cơ sở cũng đã chuẩn bị trang bị các cái bình chữa cháy rồi là thực hiện nghiêm các cái quy định về phòng cháy chữa cháy. Và chúng tôi cũng nhắc nhở tất cả mọi người là không được xếp tất cả những cái hàng hóa mà ngăn các cái lối đi và không làm các cái chuồng cọp và luôn luôn ý thức cao trong cái việc chấp hành các cái quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Cụm nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình gồm các dãy nhà chung cư cao tầng với thiết kế gần 3.500 chỗ ở. Với đặc thù là khu vực tập trung đông người cư trú, nên trong quá trình hoạt động, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn được đơn vị chú trọng. Ngay từ đầu năm là ban quản lý đã có xây dựng kế hoạch chung, trong đó cái đặc biệt nhất là nêu cao cái vai trò của cái kế hoạch chi tiết cho cái kế hoạch phòng cháy chữa cháy. Trong cái nhóm phòng cháy chữa cháy của ban quản lý thì sẽ chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là phương tiện hoạt động, đấy là các cái máy bảo dưỡng bảo trì các cái máy bơm cứu hỏa. Đấy, và nhóm phương tiện thứ hai là các thiết bị cố định, là những cái vị trí nằm trong các hành lang, các tầng, nên là các cái bình xịt, bình chữa cháy. Đấy, và cái nhóm thứ ba công việc là cái nhóm liên quan đến các cái biển báo và các cái đặt các cái hệ thống báo cháy. Đặc biệt nhất là ban quản lý đã có những cái bài hàng ngày tuyên truyền bằng qua hệ thống loa truyền thanh, có các bài đọc phát để cho các bạn để nắm được. Để chủ động bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, đặc biệt trong mùa nắng nóng, Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các đơn vị cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập huấn, đồng loạt thành lập các điểm phòng cháy chữa cháy công cộng, các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm dân cư, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ có thể xảy ra trên địa bàn. Vận động người dân, đặc biệt là các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, xây dựng các tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy và điểm chữa cháy công cộng. Ngoài ra thì chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao cái kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn hộ, để mọi người dân, đặc biệt là các cái khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao, cũng như các hộ gia đình mà có kết hợp sản xuất kinh doanh, là nâng cao cái ý thức về công tác phòng cháy cháy. Qua đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền và hướng dẫn đối với các hộ gia đình sản xuất kinh doanh, cũng như là các cái hộ gia đình mà người dân có lắp đặt chuồng cọp, thì vận động người dân là tích cực bảo dưỡng chuồng cọp, cũng như là tạo lối thoát nạn khẩn cấp để khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì có thể thoát nạn kịp thời. Dự báo trong thời gian tới, trên địa bàn sẽ tiếp tục xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để chủ động phòng ngừa hỏa hoạn, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân và cộng đồng.